thấy gì ba mày tắt mày, thấy cái gì đấy? Cứ đứng im đi, cứ đứng im để cho nó đập đi, cứ đứng im để cho nó đập. Đánh ra đi. Cứ đánh ra cho nó đập. Đập đi. Đập đi nè. Quay tao đập cái mày à. Đập đi. Đập đi. Quay làm gì? Hả? Mày quay mày mày đưa đi đâu? Mày bỏ nó cú quá. Tôi lấy cái gì trong làng của tôi? Ở đất đá đâu? Đất đá đâu? Đất đá đâu? Hả? Ông làm gì tôi nè? Bên giáo hội là bạn gì mà người hiểu rồi? Ra khỏi chỗ dạy cho tôi dưới đây. Ông còn cái gì nữa? Ông chỉ liêu thân của màn không ai nương tựa, không đất không đai không nhà không cửa thôi bảo với anh tôi. Ai cho ông ăn? Hả? Phần dương anh dơ ai cho ông ăn? Phần dương anh dơ ai cho ông ăn? Phần dương anh dơ ai cho ông ăn? Vậy đó mà đòi mà mang danh là Phật tử vô chùa. Phật tử gì mà chửi thầy chửi bà? Phật tử gì mà vô mà đập phá nhà chùa vậy đó mà tuần nào cũng đòi đi vô niệm Phật hết là sao? Ông không coi riêng tôi đi à? Quay. Ông lộn chỗ một cái gì cũng không biết hết. Đừng lên nhảy. Nó cũng mất dạy vậy được. Vô ít lắm phải nổi tới.